Dạ, con Bạch Lư ạ, con xin chuyển sang phần hỏi pháp trình pháp ạ. Dạ, con Bạch Lư, con xin đọc câu hỏi từ hành là Liệu Thiện ạ. Dạ, con kính Bạch Lư, làm thế nào để khắc phục chân bị tê khi ngồi thiền ạ? Con ngồi thiền khoảng 20 phút, chân con bị tê và phải duỗi chân liên tục ạ. Nếu mà chân hay bị tê thì mình đổi chân. Lúc nào tê chân thì đổi chân thì nó sẽ hết. Đấy là cái cách dễ dàng, đơn giản nhất. Còn một cái cách của một cái người mà có cái sức chịu đựng cao, có sự kham nhẫn lớn, thì việc bị lấy cứ ngồi, nó tê cũng cứ ngồi, rồi khi nào đến một lúc nào đấy nó tê đến mức cực độ rồi nó sẽ hết tê. Như là một cái người mà rèn luyện như vậy, ngồi nó đau chân thì có hai cách: một là mình đổi chân thì nó sẽ hết đau, hai là cứ ngồi đến lúc nào đó nó đau đến mức cực độ rồi nó không còn đau hơn được nữa, nó sẽ hết đau. Thì chỉ có hai cách đấy để vượt qua cái tê chân với đau chân. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành là Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con bạch sư, con muốn tu tập để có được chánh tri kiến, để có thể phân biệt được thật là các pháp. Vậy con phải hành thiền lộ trình như thế nào ạ? Con xin đảnh lễ sư ạ. Chánh tri kiến, nếu mà tu tập được chánh tri kiến thì phải thực hành thiền quán, phải thực hành thiền tuệ. Khi nào mà thấy được các sự thật, các cái sự thật tột cùng, hay là thấy được các pháp chân đế thì mới gọi là có chánh tri kiến, đi đến đoạn tận khổ đau. Nhưng một người mà nghe pháp, học lý thuyết thôi sẽ hiểu được thế nào là những cái điều tốt xấu, phải trái, chánh tà, thì cái người đấy cũng gọi là chánh tri kiến. Nhưng mà cái chánh tri kiến đấy là chánh tri kiến trên cái pháp tục đế, nên thì có nhiều cái loại chánh tri kiến nhá. Chánh tri kiến ở trên pháp tục đế thì mình chỉ cần nghe pháp, mình chỉ cần học giáo pháp, mình hiểu ra đúng sai phải trái tốt xấu thì cũng là chánh kiến. Nhưng mà có cái chánh tri kiến, cái chánh tri kiến tục đế đấy thì không không chấm dứt được khổ đau, không đi được, đi đến niết bàn. Còn có cái chánh tri kiến là thấy được các sự thật tột cùng thì phải được thực hành được thiền quán. Thì muốn thực hành được thiền quán thì đầu tiên cũng phải thực hành thiền định, tức là phải thực hành theo lộ trình của bát chánh đạo hay giới định tuệ đó. Thì khi nào mình có giới có định, khi nào có định có tuệ, khi nào có tuệ thấy ra được các sự thật, phân biệt được danh pháp sắc pháp, thì lúc đấy mới là có chánh kiến. Thì cứ như vậy cho đến khi nào mình thấy được cái tính nhân duyên của danh sắc đấy cũng là chánh tri kiến, nhưng mà ở mức độ cao hơn. Khi nào mình thấy được tính sinh diệt của danh sắc đấy cũng là chánh tri kiến. Rồi khi nào mình thấy được sự diệt tận của danh sắc, tức là khi nào mà thấy được cái sự khổ cũng là chánh kiến này, thấy được cái khổ tập là chánh kiến, thấy được khổ diệt cũng là chánh kiến, và thấy được con đường đi đến khổ diệt đấy, thì đấy cũng là chánh kiến. Thì cần tu tập theo giới định tuệ là mình đang thực hành cái lộ trình để phát triển chánh kiến từ thấp đến cao. Nên là chánh kiến nó sẽ có từ cái mức độ thấp cho đến mức độ cao nhất. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành là An Bình ạ. Dạ, con bạch sư, Đức Phật có dạy thiền buông thư không ạ? Tập thiền buông thư có kết quả gì không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Thiền buông thư là trong kinh, nếu mà tìm ở trong tạng kinh thì không có cái chữ nào là buông thư, không có cái pháp thiền nào là pháp buông thư. Nhưng mà mình có thể hiểu trên cái pháp nghĩa chế định của cái từ buông thư. Buông thư ở đây có nghĩa là thả lỏng, nhẹ nhàng, thảnh thơi, thư giãn, hay là còn đấy là một cái từ khác của cái từ mình có thể gọi là thư giãn, hay gọi là thiền thư giãn. Thế thì bây giờ mình cần hiểu là tại sao người ta cần phải thư giãn, tại sao người ta cần phải buông thư. Đó là khi người ta có trải qua một cái quá trình gì đó rất là mệt mỏi, rất là căng thẳng rồi, người ta cần nghỉ ngơi. Như là một cái người lao động về thân thể, hoặc là lao động về trí não mà người ta quá là mệt mỏi về thân thể, người ta cũng cần buông thư, giống như người ta nằm thả lỏng ra, người ta nghỉ ngơi, người ta ngủ một giấc, thì đấy cũng là buông thư. Nhưng mà cái buông thư của cái người mà mệt mỏi về thân thể thì nó giải tỏa dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Còn có những người người ta bị áp lực về công việc, về cái sự học tập, người ta phải làm việc về trí tuệ rất là nhiều, thì người ta có cái sự căng thẳng nó dồn nén nhiều ngày, thì cái sự buông thư nó làm cho cái tâm nó dịu lại, thì người ta cần phải có cái sự buông thư nhiều hơn. Đó là người ta nghỉ ngơi nhiều hơn, người ta đi đi du lịch, đi thư giãn, đi giải trí, đi tham gia những cái trò vui chơi giải trí ở thế gian để người ta thư thái tinh thần. Thì đấy là cái nghĩa buông thư theo thế gian, nó là cái sự nghỉ ngơi để lấy lại sức lực, để lấy lại tinh thần. Còn Đức Phật không có dạy cái pháp thiền gọi là thiền buông thư cả. Thì Đức Phật chỉ có dạy hai pháp thiền, đó là thiền chỉ định và thiền quán. Đó là thực hành cái pháp thiền chỉ quán thôi. Nhưng trong cái quá trình một cái người nỗ lực tinh tấn thực hành pháp, cũng đôi khi có những cái lúc thân tâm nó mệt mỏi, chứ không phải là không. Thì có những cái lúc nó mệt mỏi ấy, vị ấy cũng cần phải có cái sự buông thư, thư thái, thư giãn, thảnh thơi. Coi như là vị đó đã có cái thời gian công phu khoảng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, hay là 1 ngày, 1 đêm hành thiền rất là căng thẳng, mệt mỏi rồi, vị ấy có thể đi thiền hành để thư giãn. Thì cái sự thực hành, cái sự thiền hành thư giãn đấy cũng có thể, mình có thể được gọi là cái từ buông thư cũng được, là cho cái thân tâm nó được khinh an, nó được thanh thản, nó được thoải mái, nó được nhẹ nhàng, nó không quá là căng thẳng, không quá chú tâm vào cái đề mục thiền nữa. Bởi vì cái sự căng thẳng chăm chú chú tâm nó quá lâu, quá dài, nó quá áp lực, quá căng thẳng rồi, thì gì đó có thể nghỉ ngơi thư thái, thư giãn một chút xíu để cho thân tâm nó phục hồi lại cái tươi tỉnh, cái sức khỏe, cái sức lực, rồi sau đó vị đó lại phải tiếp tục nỗ lực tinh tấn thực hành. Nên là trong cái pháp thực hành thiền thì Đức Phật nhấn mạnh hẳn về cái yếu tố tinh tấn, tức là hãy tinh tấn lên để được giải thoát, chứ không bao giờ Đức Phật là hãy buông thư để giải thoát cả. Vậy nên là trong cái pháp thiền thì Đức Phật chỉ nói tinh tấn thực hành thiền chỉ, tự chánh niệm để phát thiền định, rồi tinh tấn nỗ lực thực hành thiền định. Thôi, còn lúc nào nó mệt mỏi quá mình mới buông thư một chút xíu, buông thư tức là nghỉ ngơi. Còn nếu mà một người thực hành cái pháp thiền buông thư, không có đấy là ngày qua tháng lại lúc nào cũng buông thư, lúc nào cũng nghỉ ngơi, lúc nào cũng ăn dưỡng, thì cái người đấy là cái người ăn chơi, cái người đấy sẽ không thành tựu được cái pháp gì hết, người biếng, không tích cực thực hành mà lại thích an nhàn hưởng thụ, trong khi mình chưa đạt được cái sự giải thoát, đã ăn chơi rồi thì người đấy sẽ đi sai đường. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Vũ ạ. Dạ, con kính bạch sư, con xin sư hoan hỷ cho con được hỏi ạ. Trong kinh Tương Ưng, Phật có dạy tất cả các pháp hữu vi, tất cả pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng trong kinh Pháp Cú, Phật cũng dạy nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn thức tỉnh. Vậy chúng con phải hiểu như thế nào cho đúng lời Phật dạy ạ? Con xin tri ân lời dạy của sư ạ. Trong mỗi một bài kinh thì sẽ có nhưng trong những cái tình huống khác nhau, những cái đối tượng là cái người nghe khác nhau, cho nên là Đức Phật nhiều dùng nhiều cái cách thức khác nhau, dùng nhiều những cái lời chế định khác nhau để giảng dạy cho phù hợp với một cái người nghe. Thì đương nhiên là cái pháp mà Đức Phật luôn luôn dạy là trong các pháp hữu vi, nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì đấy là một cái lời dạy là một cái lời dạy chân chánh rồi, không có cái điều gì có thể thay đổi được cái sự thật đấy. Đấy là một cái sự thật, bao giờ có một cái tư tưởng gì nó ngược lại với cái sự thật đấy được. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy là cái câu là người biết tự ngã phải khéo bảo vệ mình, nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Đây là một cái câu thức tỉnh, một cái câu nhắc nhở ở trong cái hoàn cảnh đấy. Như là bởi vì Đức Phật khi ấy, Đức Phật nhìn thấy một cái người này, là người này đã bỏ bẵng mất ba cái giai đoạn của cuộc đời, tức là tuổi trẻ thì cũng không có tinh tấn làm ăn, mà cũng không tinh tấn tu tập, thời trung niên không tinh tấn làm ăn, không tinh tấn tu tập, đến thời lão niên, đến về già rồi cũng không chịu khó làm ăn mà không chịu khó tu tập,
thì cái người đấy bỏ phí cả đường đời và đường đạo. Thì lúc đấy Đức Phật mới nói là người biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình. Biết yêu tự ngã tức là cái người đấy biết yêu cái tự ngã ở đây là cái từ chế định, tức là bản thân mình. Cái người đấy biết yêu bản thân mình. Yêu bản thân ở đây không có nghĩa là yêu với cái trí tuệ, yêu với cái tâm là tham ái dính mắc. Mà ở đây Đức Phật vì thấy một cái người đi sai đường, mà Đức Phật mới chỉ ra một cái người đi sai đường là đi vào cái cõi khổ đau. Thì Đức Phật mới nói là người biết yêu mình, biết thương mình thì đừng có đi vào cái con đường si mê dại dột, cái con đường mê nầm, cái con đường bất chánh đó, cái con đường đó là dẫn đến khổ đau. Vậy thì đang nói đến cái người trí, người có trí tuệ thì là cái người đấy cần phải biết tránh những cái sự nguy hiểm và đi vào những cái nơi an toàn. Thì cái người tránh nguy hiểm đi vào cái con đường an toàn ở đây là không phải là vì vị đó sợ không phải là cái người đi vào con đường an toàn là cái người tham ái với tự ngã, mà cái người đấy là cái người trí tuệ, là cái người biết bảo vệ cái sự an ổn cho mình, biết đi vào cái con đường an vui. Chứ còn cái người mà sống buông lung phóng túng, làm những cái tội lỗi ác nghiệp, sau này phải đi vào đọa xứ, thì cái người đấy mới là cái người đáng trách. Cái người đấy là cái người không thấy, tức là cái người vô tri, không có trí tuệ, ngu si. Cho nên cái người đấy là cái người đã tự làm hại chính mình, tự làm khổ chính mình. Thì cái người tự làm hại, tự làm khổ chính mình đấy không phải là cái người đấy là cái người vô ngã, cái người đấy không phải là người có trí tuệ, mà cái người đấy là cái người đi nầm đường lạc lối và tự mình đi vào cái con đường khổ đau đó. Thì đấy là một, trong cái hoàn cảnh đấy, trong cái sự thức tỉnh của một người đấy, thì Đức Phật dùng cái pháp chế định để khuyên răn, để răn đe, để nhắc nhở một cái người sống ở trên đời thì đừng có chủ quan. Tức là vị ấy khi còn trẻ thì cũng phải nỗ lực mà tinh tấn hành pháp, trung niên cũng phải nỗ lực mà hành pháp, lão niên cũng phải nỗ lực hành pháp. Mình không thể nào mà bỏ qua ba cái giai đoạn đấy cả. Thì trong ba canh, ý của Đức Phật nói rằng ở đây là cái canh thứ nhất là cái thời tuổi trẻ, canh thứ hai là thời trung niên và canh thứ ba là thời lão niên. Trong cả ba cái thời điểm đấy phải luôn luôn tỉnh giác, tức là phải luôn luôn tinh tấn hành những cái việc thiện hoặc là tu tâm, làm phước hoặc tu tâm để mà tránh những cái khổ đau, để mà đạt được cái sự an vui. Thì đấy là cái cách giáo hóa, cái lời dạy của Đức Phật như vậy. Thì nó không có cái sự mâu thuẫn gì giữa cái yêu tự ngã và cái tuệ chi được cái vô thường khổ vô ngã hết. Vì một cái người mà biết thực hành những cái pháp thiền quán, đó là một cái người chấm dứt được cái con đường khổ đau, chấm dứt được khổ đau, thoát khỏi khổ đau, thì cái người đấy cũng không phải là cái người yêu tự ngã, người không phải yêu tự ngã. Nhưng mà cái người biết sợ hãi khổ đau ở đấy không phải là mình yêu tự ngã mà sợ hãi khổ đau, mà đấy là cái con đường trí tuệ, biết làm những gì cần làm và biết tránh những gì cần tránh. Cho nên Đức Phật mới nói là người biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình là vậy. Mà cái tự ngã ở đây chỉ là cái ngôn ngữ chế định, tức là cái danh chế định. Nhưng mà trong đó nó có cái nghĩa chế định, là một cái người mà hiểu ra thì trong những cái danh chế định có cái nghĩa chế định nữa thì sẽ không chấp trước vào những cái lời nói đó, mà vẫn hiểu rằng cái pháp của Đức Phật vẫn đi đến cái sự phát triển trí tuệ, thấy ra các sự thật và chấm dứt khổ đau. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả An Tâm ạ. Dạ, con bạch sư, người tụng kinh, người niệm thần chú và người niệm Phật thì có chứng đắc được đạo không ạ? Tụng kinh, niệm thần chú, niệm Phật. Tụng kinh thì chỉ mang cái tính nó một là học để ghi nhớ lại bài, lại pháp của Đức Phật.
Vậy thì tụng kinh cũng giống như học pháp vậy, tức là tụng để ôn lại cho khỏi quên, tức là một cái người muốn học thuộc một cái bài kinh nào đấy, cái pháp của Đức Phật, vì đó để khỏi quên thì vì đó thường xuyên phải tụng đọc lại cho khỏi quên đấy, thì đấy là ý nghĩa của việc tụng kinh. Thì việc tụng kinh không thể đi đến giải thoát được. Tụng kinh dù mình có học thuộc cả Tam Tạng kinh, tụng đi tụng lại bao nhiêu lần cũng không đi đến giải thoát. Còn trì chú thì trong kinh Nguyên Thủy không có cái bài thần chú nào hết. Hoặc là sau này ở trong kinh Phát Triển thì có những cái pháp môn thần chú, mà chữ thần ở đây mang cái tính rất là huyền bí, giống như là có những cái đấng thần linh hay là đấng dạ xoa chư thiên nào đấy. Còn chú ở đây có nghĩa là chú thuật, là một cái mật ngữ giống như là một cái người đó đang cầu nguyện một cái tha lực, cầu nguyện một cái tha lực từ những cái đấng siêu nhiên nào đó đến để ban những cái điều phước lành cho mình, cầu nguyện cho mình đạt được những cái điều này điều kia. Thì như thời Đức Phật, trong kinh Đức Phật cũng nói là thời xưa có những cái vị đạo sĩ, người ta có những cái bài thần chú, là người ta nương vào những cái chú thuật đấy, người ta có thể du hành, người ta có thể bay ở trên hư không, hoặc là nhờ tu luyện những cái thần chú đấy, người ta đạt được một số những cái năng lực thần thông và những cái năng lực thần thông hiệp thế thì có. Nhưng mà những cái pháp thần chú đấy thì không có cái pháp nào dạy để đoạn trừ các lậu hoặc, để giác ngộ được chân lý. Vậy thì các cái pháp thần chú đấy chỉ để cho người ta có được một cái năng lực phi thường nào đấy trong cuộc đời này. Thì nếu mà một cái người phàm phu mà có những cái năng lực đấy thì chỉ tăng trưởng cái tự ngã thôi. Vậy thì cái pháp đấy không đi đến cái sự vô ngã được. Vậy thì cũng không đi đến Niết Bàn được. Còn niệm Phật mà trong cái pháp của Phật thì Đức Phật có dạy là niệm các cái ân Đức Phật. Thì mục đích của cái việc niệm Phật chỉ là để tăng trưởng cái niềm tin, để hoan hỷ với pháp của Phật. Thì dầu mình có niệm bao nhiêu đi chăng nữa, dù có đạt được sự nhất tâm đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng cái tâm niệm Phật đấy là tâm thiện, nhưng nó chỉ là tâm thiện dục giới. Cái sự niệm Phật thậm chí không đạt được cái tâm sắc giới. Tức là một cái người niệm Phật thì chỉ có cái công đức ở cái cõi dục giới này, tức là khi chết thì sanh lại làm người sanh thiên, hưởng những cái phước ở cõi nhân gian thiên giới, chứ không thể nào sinh về phạm thiên, chứ đừng nói gì đến chuyện mà có thể giác ngộ được Niết Bàn. Vậy thì ba cái pháp môn này chỉ đem đến những cái công đức, những cái phước lành ở thế gian. Và những ba cái pháp môn này không phải là cái pháp lậu tận, không phải là cái pháp đi đến vô lậu, đi đến suốt thế gian. Vậy nên không thể chứng được Niết Bàn giải thoát. Mà muốn chứng Niết Bàn giải thoát thì phải tu về những cái pháp thiền quán, tuệ quán, thì mới đi đến Niết Bàn giải thoát được. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là hạnh phúc ạ. Là con thưa sư, có các chư tăng tu tập tự mặc y nguyên thủy nhưng vẫn tụng kinh phát triển thì có được công nhận là chư tăng nguyên thủy không ạ? Làm như vậy thì có đúng pháp không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Chư tăng nguyên thủy mà tụng kinh phát triển à? Dạ vâng ạ. Chư tăng nguyên thủy mà tụng kinh phát triển thì tụng kinh phát triển thì nếu mà là một vị chư tăng theo nguyên thủy thì vị ấy sẽ học những kinh pháp bên nguyên thủy. Ví dụ như là các vị chư tăng bên nguyên thủy sẽ tụng các cái kinh về Pali, vì cái ngôn ngữ Pali mới là cái ngôn ngữ nguyên thủy. Còn các chư tăng mà bên phát triển thì sẽ tụng cái ngôn ngữ về Hán Tạng, sẽ học những cái kinh điển về Hán Tạng, sẽ tụng kinh bằng âm Hán, chữ Hán, nghĩa Hán. Còn các vị nguyên thủy thì sẽ tụng những cái kinh về Pali, tức là những cái ngôn ngữ thời cổ đại, đúng cái thời Đức Phật. Đức Phật nói bằng ngôn ngữ Pali. Sau này thì người ta biên chép lại những kinh điển vẫn còn giữ lại được cái âm Pali. Cái âm đấy là phạm âm, cái âm đấy là cái ngôn ngữ của tất cả các chư Phật, của Phạm Thiên, chư Thiên. Vì vậy nên các chư tăng nguyên thủy thì chỉ tụng kinh bằng Pali thôi, thì đó mới đúng. Còn tụng kinh
phát triển thì nó còn có một cái gì đó chưa được nguyên thủy lắm, nó bị nai nai thì chưa phải là nguyên thủy. Nếu nguyên thủy thì phải tụng kinh Bali cơ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi là nhà có trẻ nhỏ mà dạy chúng niệm ân đức Phật thì chúng có được thông minh, học giỏi không ạ? Niệm ân Đức Phật rất là tốt, nhất là những đứa trẻ từ khi còn trẻ mà đã được tiếp thu những cái tư tưởng, những cái ân đức của Phật, và sau này nó sẽ thấm nhuần, nó sẽ thấm rất sâu vào trong cái tư tưởng, trong cái tâm thức của những cái đứa trẻ đấy thì rất là tốt. Nhưng mà niệm phải đi đồng nghĩa với việc phải giải thích cho nó hiểu từng ân nghĩa cơ. Ví dụ như là niệm các cái ân, mỗi cái ân phải có những cái ý nghĩa như thế nào. Niệm A-la-hăng thì phải biết rằng Đức Thế Tôn đã đoạn trừ hết tham sân si, là ngài xứng đáng được cúng dường, ngài là bậc xứng đáng được cúng dường vì ngài đã đoạn trừ hết tham sân si. Thì khi mà sau này nó niệm đến A-la-hăng, nó biết rằng Đức Phật là bậc không còn tham sân si, thì nó cần hiểu lên như thế thôi. Có thể lúc còn trẻ nó chưa hiểu sâu về tham sân si là gì, nhưng sau này nó lớn lên, nó khởi lên cái tâm tham thì nó biết rằng mình còn tâm tham, Đức Phật không có tham. Khi nó khởi lên tâm sân, nó biết là mình có sân hận, Đức Phật không sân hận. Nó có si mê mà nó biết rằng Đức Phật là bậc không có si mê, thì từ đấy nó đối chiếu ra, nó hiểu sâu về Đức Phật, nó thêm kính trọng Đức Phật. Thì điều đó rất là tốt, nó sẽ tăng trưởng trí tuệ, nó tăng trưởng đạo đức, nó tăng trưởng cái chánh kiến và tăng trưởng cái niềm tin vào Đức Phật. Sau này nó sẽ học Phật pháp, điều đó có lợi lạc, có lợi ích lớn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tham Ma. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Trưởng lão Thông Lạc tự xưng là bậc A-la-hán có nói rằng không có cõi chư thiên và địa ngục, đó chỉ là cõi tưởng, thì điều đó có đúng với pháp của Đức Phật không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Không một vị A-la-hán mà tuyên bố là không có chư thiên và địa ngục, điều này quá là đi ngược lại với giáo pháp của Đức Phật nhỉ. Như là trong kinh Đức Phật thì có nói rất là nhiều về các cõi chư thiên và các cõi địa ngục. Kinh Đế Thích Sở Vấn, Đức Phật đã thuyết giảng những giáo pháp cho vua trời Đế Thích, hay là Thiên Cung Sự Ngã Quỷ Sự, những cái chương ở trong kinh điển nói về các cõi thiên giới, các cõi ngã quỷ. Và vô số những cái bài kinh Đức Phật nói về các cõi địa ngục, các cõi thiên giới. Và tất cả những bậc A-la-hán thì sẽ có tam minh, tức là có thiên nhãn minh, túc mệnh minh và nậu tận minh. Thì đương nhiên với cái trí tuệ về về thiên nhãn minh thì các vị ấy sẽ thấy cái sự sinh tử của chúng sinh, nên biết là chúng sinh chết chỗ này, sinh về cõi kia tùy theo cái hạnh nghiệp của chúng. Và đương nhiên một cái vị có thiên nhãn như vậy, vị ấy sẽ có thấy rằng nó có cõi thiên giới và có cõi đọa xứ. Thì cái vị có đã là một bậc A-la-hán thì vị đấy sẽ thấy cõi trời và cõi địa ngục, thấy một cách tường tận rõ ràng, không có một chút mơ hồ, không có một chút hoài nghi nào, thì mới là một bậc A-la-hán. Như vậy thì một cái vị mà tự xưng là A-la-hán mà lại phủ nhận cho rằng không có cõi trời, không có cõi địa ngục, thì vị đấy cũng phủ nhận luôn tất cả giáo pháp của Đức Phật. Thì cái gì đấy mà tự xưng là A-la-hán đấy thì là giả danh, thì là giả tạo, thì là giả dối, thì là lừa gạt thiên hạ. Không thể có cái chuyện một vị A-la-hán lại phủ nhận cõi thiên giới và đọa xứ. Còn cái cõi tưởng ở đây, tưởng là cái gì? Tưởng ở đây là một cái chúng sinh phàm phu, cho nên vị ấy tưởng chi con người là con người, tưởng chi chư thiên là chư thiên, tưởng chi phạm thiên là phạm thiên, tưởng chi sanh vật, tưởng chi niết bàn là niết bàn. Thì cái đấy là tưởng chi, thì ở cõi nào cũng có cái tưởng chi đấy hết. Thì một cái người chưa giác ngộ chân lý còn là một phàm phu, vô văn phàm phu, thì vị đấy luôn sống trong cái tưởng chi như vậy, cho nên vị đấy có tham ái, có chấp thủ, cái tưởng đấy chính là vô minh. Vậy thì cõi người cũng có chúng sinh vô minh, cũng có chúng sinh hết vô minh, cõi chư thiên cũng có những chúng sinh vô minh và hết vô minh. Thì cõi nào cũng thế, cái người nào mà còn vô minh thì còn tưởng chi, cái người nào hết vô minh thì là hết tưởng chi. Thì cái tưởng là cái tâm lý chưa hiểu được các sự thật nên gọi là tưởng, chứ không phải là cái cõi địa ngục là do chúng sinh tưởng tượng ra. Không có lẽ lại nói là Đức Phật là bậc tưởng à? Không lẽ Đức Phật nói là có địa ngục, chẳng lẽ lại quy cho Đức Phật là người ảo tưởng. Đức Phật và các bậc A-la-hán thời Đức Phật nói rằng có cõi thiên giới địa đọa xứ, không lẽ bây giờ lại quy cho Đức Phật và các bậc A-la-hán là ảo tưởng.
Thế thì nói như vậy quá ngạo mạn, quá ngông cuồng, không chấp nhận được. Thì vì cái lời nói đấy là sai trái hoàn toàn, không không đúng sự thật một chút, một tí xíu nào hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Sampa Nha Ná. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, con có biết người bạn đồng tính nữ xuất gia, vị đó có thể tu đắc thiền không ạ? Người đó, người chỉ có cảm xúc với người đồng giới, nữ yêu nữ, nam yêu nam, thì có phải là người vô nhân không ạ? Hay là chỉ là người chuyển giới mới là người vô nhân ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cái người đồng tính mà tu có đắc thiền hay không thì cái này thì sư cũng cũng không 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 có hiểu, không không biết rõ một cách chính xác được, không biết rõ một cách chính xác là cái người đồng tính có thể tu chứng đắc thiền thông đạo quả, hay là cái vị người đó là người đồng tính là người vô nhân hay nhị nhân thì chính xác hay không thì sư không biết, nhưng mà sư chỉ có nghe các cái bậc trưởng lão hay là các cái vị thầy thì lớn khác thì cũng có nói lại rằng cái người đồng tính đấy thì có những cái chướng ngại rất là lớn, ví dụ như là cái người đấy có cái tham dục rất là lớn, đó là một cái quả của cái nghiệp bất thiện, cho nên cái người đấy cũng rất là khó tu tập. Và thứ hai nữa là căn cứ trong giới luật thì người đồng tính sẽ là cái người không được xuất gia ở trong giáo pháp. Vì nếu như một cái người đồng tính mà xuất gia thì rất khó sinh hoạt với các cái vị tỳ kheo, các vị chư tăng khác. Thì khi mà sống gần gũi có cái sự xúc chạm va chạm như thế thì rất vị đó sẽ sinh ra những cái tham ái đối với này, các cái vị sư ở xung quanh mình. Và khi đã sinh ra những cái tham ái rồi, nó có thể các vị ấy sẽ phạm vào những cái giới bất cộng trụ, là và đã sống một cái người đồng tính mà sống với những cái người cùng giới với mình gần gũi nhau như vậy, và những cái người khác người ta không biết, người ta xúc chạm vào sẽ sinh ra những cái tham dục tham ái nó khởi lên, rồi sẽ vị đó sẽ rất là dễ phạm vào giới và khiến cho những cái vị tỳ kheo khác mặc dù không đồng tính nhưng cũng có thể dễ sinh ra cái tình cảm với cái vị đó, rồi sinh ra những cái tham ái, rồi cũng dễ phạm vào cái tội bất cộng trụ. Cho nên cái vị là một cái người đồng tính thì sẽ trong luật quy định là vị đó không được xuất gia, và các vị tỳ kheo cũng không có thể cộng trú, không thể sống chung, không thể sinh hoạt chung với một cái người đồng tính được. Vậy nên là cái người đồng tính thì nên có cái sự tránh, nên nên tránh với những cái người các cái vị tỳ kheo ở xung quanh để bảo vệ cái sự thanh tịnh của cho những người khác, cho các cái vị tu hành khác, cũng như là bảo vệ cho mình khỏi phạm vào những cái giới như là phá cái đời sống phạm hạnh của các cái vị tỳ kheo khác. Còn cái việc tu tập thì cái vị đó là người vô nhân, nhị nhân hay tam nhân thì cũng chẳng ai biết được, nhưng vị đó cứ phải nỗ lực tinh tấn, vị đó vẫn có thể thực hành pháp được, vị đó vẫn có thể thọ trì những cái pháp thiền chỉ quán và tu tập. Còn cái trong cái quá trình tu tập mình có đắc thiền hay không thì tự mình sẽ biết. Khi nào mình mà tu tập mà chứng đắc được cái pháp thiền thì chứng tỏ là mình là người tam nhân, thì mình phải tự mình trả lời cái câu hỏi đấy bằng cái sự nỗ lực tu tập của bản thân mình thôi. Thời bây giờ chẳng ai biết được người đồng tính sẽ là cái người vô nhân, nhị nhân hay tam nhân. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Bạch sư, nếu một vị A-la-hán không phát tâm đại bi hành Bồ Tát đạo, chỉ coi mọi vật, mọi việc diễn ra như nó đang là, không động tâm bởi bất kỳ trường hợp nào, vậy khi một chúng sinh van xin vị đó giúp, chẳng phải vị đó vẫn sẽ thản nhiên như mọi thứ chỉ là ảo ảnh không thật không ạ? Nếu làm gì vậy thì còn từ bi nữa ạ. Xin sư phá chấp giúp con ạ. Con xin tri ân sư ạ. Một vị A-la-hán thì
vị đấy sẽ có một cái, tức là có một cái tâm là không còn vô minh, không còn tham ái và không còn chấp thủ nữa. Vì vậy cho nên là tất cả những cái hành động của vị ấy làm đều gọi là các cái hành duy tác, tức là những cái hành đấy nó không để lại cái quả thiện hay là bất thiện, tức là nó không để lại cái quả ở tương lai, là cái quả tốt xấu gì ở tương lai hết. Nhưng mà một vị A-la-hán thì có những cái tâm đại bi rất là lớn, cái tâm từ bi hỷ xả của vị đó sẽ rất là mạnh và rất là lớn. Cho nên là một cái vị đó là một vị A-la-hán thì vị đó sẽ làm những cái việc gì tốt nhất để có thể làm lợi lạc cho người khác. Chứ không bao giờ có cái chuyện mà một vị A-la-hán thản nhiên trước nỗi khổ đau của chúng sinh. Ví dụ như Đức Phật cũng là một vị A-la-hán, nhưng mà chỉ có cái điều khác là Đức Phật là bậc A-la-hán đi kèm với chánh đẳng chánh giác, đi kèm với cái trí tuệ toàn giác trí. Và vì cái nhân duyên với chúng sinh rất là sâu dày, vì trong bốn a tăng kỳ kiếp 100.000 đại kiếp huân tu các ba la mật đã gieo duyên với chúng sinh vô số, cho nên là một vị Phật chánh đẳng gia có cái nhiệm vụ hoằng pháp độ sinh rất là cao, tế độ chúng sinh vô số vô biên. Còn một vị A-la-hán thường thì vì những cái nhân duyên để tế độ chúng sinh không cao như một vị Phật, nhưng mà không phải là không có, bởi vì trong cái quá trình tu tập đấy vị ấy cũng có cái duyên lành với một số người, với cái số lượng người không đông như một vị Phật thôi, nhưng mà vị đấy cũng tế độ được vô số người. Thì đấy cũng có thể như Đức Ngài Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất thì cũng thay Đức Phật và cũng hoằng pháp lợi sinh rất là nhiều, rất là lớn, tế độ được vô số chúng sinh thoát khổ đau. Và những cái bậc đại A-la-hán cũng vậy, vì các cái vị mà càng có những cái công đức lớn, càng có những cái thời gian tu cái ba la mật lâu dài thì càng có duyên với nhiều chúng sinh, thì các vị ấy sẽ làm những việc lợi sinh rất nhiều. Còn có những vị A-la-hán không có trực tiếp giảng dạy Phật pháp, nhưng những vị ấy cũng là một cái mảnh ruộng phước điền vô thượng cho chúng sinh. Những ai chỉ cần khởi lên cái tâm hoan hỷ cung kính, lễ bái cúng dường đến những vị A-la-hán đấy, thì các vị ấy cũng được hưởng những cái phước lành rất là cao thượng thù thắng ở cõi nhân gian và thiên giới. Thì đấy là những cái việc làm lợi ích cho chúng sinh. Nhưng tất cả những cái hành động, những cái việc lợi tha của một vị A-la-hán đấy không gọi là Bồ Tát đạo, không được gọi là hành Bồ Tát đạo. Hành Bồ Tát đạo là chỉ có một cái người chưa chứng A-la-hán, chưa chứng một cái đạo quả gì. Vì đấy có cái sự phát nguyện là tu để thành Phật chánh đẳng giác ở trong tương lai. Và khi nào vị ấy được một vị Phật thọ ký cho trở thành một vị Bồ Tát, rồi trong suốt một cái thời gian bốn a tăng kỳ kiếp 100.000 đại kiếp sau, vị ấy sẽ nỗ lực để mà vun bồi các 10 cái ba la mật, thì lúc đấy mới gọi là hành Bồ Tát đạo. Còn nếu như một khi mà một vị đấy chứng được một cái đạo quả gì rồi thì vị đó không còn không không dùng cái từ là hành Bồ Tát đạo với cái vị A-la-hán đấy nữa, mà mặc dù rằng là một vị A-la-hán không có thản nhiên, không làm việc gì, vị ấy vẫn làm rất nhiều việc, những cái việc đem lại lợi ích cho những người khác thì vị ấy vẫn làm hết khả năng mình. Nhưng tất cả những cái hành động, những cái việc làm đấy đều là những cái việc làm duy tác, là vị đấy không để, không có tham ái, không có chấp thủ vào những cái việc đó, cho nên nó không để lại cái quả báo, không đi tái sinh về một cái cõi nào trong thế gian này. Thì nó chỉ có cái sự khác như thế thôi, chứ không phải một vị A-la-hán là một cái người thản nhiên trước nỗi đau của chúng sinh. Mình hiểu như vậy không đúng với quan điểm của một vị A-la-hán hay là Bồ-Tát. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ con thưa sư, cho con hỏi Phật giáo Nguyên Thủy có tinh thần nhập thế độ sinh không ạ? Phật giáo Nguyên Thủy, cái từ nhập thế độ sinh, cái từ nhập thế độ sinh thì đấy cũng là một cái từ để khuyến khích những cái việc, những cái ở người khác đi làm những cái việc như là lợi ích cho chúng sinh. Thì cái từ nhập thế bây giờ mình phân tích từng cái chữ ra, như nhập có nghĩa là vào đời, thế là đời, nhập thế là vào đời độ sinh. Vào đời độ sinh tức là đi vào trong làng, đi vào trong thế gian này để thuyết pháp hay là để tế độ chúng sinh. Thì một cái người mà ôm bát đi vào trong làng khất thực cũng là nhập thế độ sinh. Một cái người đi ôm bát nhá, mình đi vào trong làng để xin ăn đấy, đấy cũng là nhập thế.
Thì một vị tỳ kheo này, Đức Phật đã quy định cái vị đấy là phải sống bằng cái hạnh phất thực, bằng cái hạnh xin ăn. Thì cái hạnh đấy cũng là nhập thế này, mình đang gieo duyên với này, tất cả chúng sinh ở thế gian này rồi. Thì trong cái quá trình đó, có thể tùy duyên, tùy cơ, tùy thời để thuyết giảng những cái bài pháp, để khích lệ, để khuyến tấn, để tế độ một cái người mê trở thành người giác ngộ. Tức là có thể khi một cái thí chủ cũng giảng xong, mình tụng một cái bài kinh chúc phúc, hoặc là mình thuyết giảng một cái thời pháp ngắn, cũng có thể giúp cho cái người đấy tăng trưởng cái niềm tin, hoặc là giúp cho cái người đấy phát triển cái chánh kiến. Đôi khi cũng từ những cái hình ảnh của một cái vị sư đang đi khất thực đấy, cũng làm cho một cái người phát triển cái lòng tịnh tín, rồi người ta cũng có thể đi xuất gia, người ta nương vào giáo pháp tu tập và đi đến chứng đắc niết bàn. Vậy thì cái mặc dù rằng là Phật giáo Nguyên Thủy không có khởi xướng nên cái từ là nhập thế độ sinh, nhưng mà cái hành động, cái sinh hoạt hàng ngày của tất cả chư tăng thì đều là cái tinh thần nhập thế độ sinh hết. Ngày nào cũng là ngày nhập thế độ sinh hết, ngày nào cũng gieo duyên với chúng sinh hữu tình hết, nhưng bằng cách này hay cách khác mà thôi. Thì cái nhập thế độ sinh không có nghĩa rằng một cái người đấy phải đi vào trong đời làm cái việc như người đời. Tức là nếu như một cái người nghĩ rằng là tôi nhập thế độ sinh là tôi đi vào trong đời, tôi mặc áo bác sĩ, tôi bệnh viện, tôi chữa COVID cho những cái người COVID đấy là nhập thế độ sinh. Hay là cái người đấy nhập thế độ sinh, người đấy nói rằng là tôi đi vào tôi thấy người ta đang lao động vất vả quá, tôi vén tay lên, tôi chăn bò cho người ta, tôi cấy ruộng người ta, tôi bế con cho người ta. Thì tôi gọi đấy là nhập thế độ sinh. Thì cái nhập thế đấy là nhập thế bậy bạ. Nhập thế như vậy là bị nhiễm thế tục. Và một cái người đã là một cái người tu tập và làm đúng cái phận sự của cái người tu tập đó. Nhập thế theo cái tinh thần đó là độ cái người mê trở thành cái người giác, hay là cái người đấy gieo một cái duyên lành để cho người ta hướng về cái con đường này. Vậy thì các vị sư đi đến đâu cũng truyền thọ tam quy ngũ giới cho những cái người, người ta thọ chỉ được tam quy ngũ giới, đấy nhập thế độ sinh. Một cái người đấy khiến cho người ta phát tâm cúng dường bố thí, đấy cũng là nhập thế độ sinh, làm người ta tạo cái phước để có nhân thiên. Cái người đấy có thể thuyết giảng một thời pháp để cho người ta bỏ ác làm lành, đó là nhập thế độ sinh. Người đó có thể dạy những cái pháp thiền chỉ quán để cho người ta tu tập đoạn trừ những cái phiền não chứng ngộ niết bàn, đó cũng là nhập thế độ sinh. Thì tất cả những cái hành động, những cái việc làm chân chánh của một vị tỳ kheo đúng theo giáo pháp, đúng theo lời Phật dạy, đúng theo pháp của Phật là nhập thế độ sinh. Còn nếu mà làm ngược lại thì đôi khi lại là mất đi cái hình ảnh cao thượng của giáo pháp. Dạ, con bạch sư, con xin đọc lên hai câu hỏi từ hai hành giả cùng một ý. Hành giả thứ nhất là Kusanya Chitta. Dạ, con bạch sư, có sự khác biệt gì giữa Đức Phật và các bậc A-la-hán? Có sự khác biệt gì giữa bậc Bồ-Tát và A-la-hán? Và vị hành giả thứ hai có hỏi bạch sư, xin sư giảng cho con biết sự khác nhau và mức độ cao thấp giữa các thánh quả và hàng thanh văn liên đắc Bồ-Tát ạ. Con xin tri ân sư ạ. Câu này mình hỏi riêng là gì? Dễ trả lời hơn, hỏi chung vào nó dài ý quá. Mà tôi sẽ trả lời cái ý thứ nhất của một cái vị nói là sự khác biệt giữa Đức Phật và A-la-hán á. Với cái gì nữa nhỉ? Khác nhau. Dạ, con bạch sư ạ. Xin sư cho giảng cho con biết sự khác nhau và mức độ cao thấp giữa thánh quả và hàng thanh văn viên giác Bồ Tát ạ. Giữa Đức Phật và bậc A-la-hán có sự khác nhau rất là xa. Vì Đức Phật là một bậc A-la-hán, nhưng ngài bậc A-la-hán với Đức Phật có cái sự tương đồng giống nhau là vô tham, vô sân, vô si, hết tất cả những động hoặc phiền não. Thì ở Đức Phật cũng vô tham, vô sân, vô si, không còn một chút phiền não dư tàn. Ở các bậc A-la-hán thường cũng vô tham, vô si, không còn một chút phiền não dư tàn. Đấy là cái sự giống nhau. Còn cái sự khác nhau là cái trí tuệ có cao, có thấp. Cái trí tuệ giác ngộ có thấp, có cao, chứ không tương đồng. Đức Phật thì có cái trí tuệ cao nhất, cho nên là Đức Phật là một bậc toàn giác trí, tức là cái trí tuệ đấy là hoàn hảo, toàn diện, không gì không thấy, không gì không biết. Đấy được gọi là toàn giác trí. Còn các bậc A-la-hán thì chia thành ba mức độ: thượng thủ A-la-hán, đại A-la-hán và thường A-la-hán.
Thì có những cái bậc thượng thủ A-la-hán thì là những bậc như thì chỉ có hai vị trong một giáo pháp của một vị Phật, chỉ có hai vị là thượng thủ A-la-hán, đệ nhất về trí tuệ và đệ nhất về thần thông, một bậc có trí tuệ thù thắng nhất nhưng mà cũng không thể bằng Đức Phật được. Đức Phật thì hoàn hảo hết tất cả các mặt, còn các vị A-la-hán thì hoàn hảo về mặt này nhưng lại không hoàn hảo về mặt khác. Như ngài Xá Lợi Phất thì hoàn hảo về trí tuệ, còn ngài Mục Kiền Liên thì hoàn hảo về thần thông. Thế đấy, còn lại các bậc đại A-la-hán, 80 vị đại đệ tử của Đức Phật, mỗi một vị lại thiên hướng về một cái mặt khác nhau. Ví dụ như ngài A-nan thì là bậc đa văn đệ nhất, còn có ngài Upani thì giới luật đệ nhất, có ngài Kassapa thì là hạnh đầu đà đệ nhất, ngài Phú Nâu Na thuyết pháp đệ nhất, ngài Mahakakana biện luận đệ nhất. Thì mỗi một vị A-la-hán thì có một cái mặt mạnh, mặt yếu khác nhau, không có sự hoàn hảo tuyệt đối được như Đức Phật. Đấy là các bậc đại A-la-hán. Còn những bậc A-la-hán thường khác nữa thì có thể các vị ấy chỉ có tam minh mà thậm chí không có lục tông. Còn các vị đại A-la-hán, thượng thủ A-la-hán thì có tam minh, lục thông và tứ tuệ phân tích. Thì các bậc A-la-hán có cao có thấp như vậy. Cái trí tuệ, năng lực về giác ngộ thì không đồng nhau. Còn cái đồng nhau đó là cái sự đoạn tận các phiền não, vô tham, vô sân, vô si, thì ở Đức Phật và các bậc A-la-hán cao thấp đều giống như nhau hết. Và khi Niết Bàn thì đều đại bát Niết Bàn, chấm dứt tái sinh, không còn luân hồi trong tam giới nữa. Thì đấy là cái sự tương đồng và khác biệt giữa Đức Phật và bậc A-la-hán như thế. Còn cái sự cao thấp các cái thánh quả, thanh văn, duyên giác, Phật và Bồ Tát. Thanh văn ở đây là muốn nói đến các bậc A-la-hán. Thì tất cả các bậc A-la-hán đều gọi là thanh văn, thanh văn giác. Thì các vị ấy cũng là những người giác ngộ tứ thánh đế, thì đó là các bậc A-la-hán. Thì có các thường A-la-hán, các bậc A-la-hán có tam minh là thấp nhất, với các bậc A-la-hán có tam minh lục thông. Đấy là mức độ thứ hai. Các bậc A-la-hán có tam minh lục thông và tứ tuệ phân tích. Đấy là mức độ thứ ba. Thế là các bậc A-la-hán có ba mức độ như thế. Còn duyên giác là một vị Phật độc giác. Phật độc giác thì chỉ ra đời ở khi nào mà không còn giáo pháp của Phật Chánh Đẳng Giác nữa. Tức là bây giờ còn giáo pháp Phật Chánh Đẳng Giác thì không có Phật độc giác. Phật độc giác thì giác ngộ chân lý, có cái trí tuệ, cũng giác ngộ cao, rất là cao. Nhưng mà chỉ có điều các vị Phật độc giác ấy không có thuyết giảng được những cái pháp chân đế. Tức là các vị Phật độc giác không có dùng cái ngôn ngữ chế định để thuyết giảng ra những cái pháp chân đế giống như Phật Chánh Đẳng Giác. Đức Phật Chánh Đẳng Giác có cái sự thù thắng hơn một Phật độc giác, đó là ngài có thể dùng những cái ngôn ngữ chế định để thuyết nên những cái pháp chân đế. Đức Phật độc giác cũng giác ngộ, cũng thấy các pháp chân đế nhưng không diễn đạt, không diễn tả, không dùng các cái ngôn ngữ chế định để diễn đạt được, cho nên không chỉ dạy được cho người khác thực hành pháp thiền quán. Vị Phật độc giác không dạy được người khác là thực hành pháp thiền tuệ như thế này, nhưng các vị ấy chỉ có thể truyền được giới hay là thực hành các pháp thiền định cho những người khác thôi. Thế nên một vị Phật độc giác thì có thể truyền lại được giới và truyền dạy cho người khác thực hành về định, đạt được năm thắng chí thì được, chứ không dạy được cho người khác vào được Niết Bàn, được ngộ được chân lý giống như mình. Đó là cái sự khác biệt của một vị Phật độc giác. Còn một cái vị thanh văn giác cũng giác ngộ được mà lại chỉ dạy cho người khác tu tập được, bởi vì là sau khi giác ngộ rồi các vị ấy vẫn học pháp từ Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Đức Phật Chánh Đẳng Giác chỉ dạy cho đệ tử cái cách như thế này để giác ngộ, nên những vị thanh văn giác cũng học được cái cách đấy từ Đức Phật. Và cho nên các vị ấy mới dạy được cho người khác tu tập chứng Niết Bàn, mà một vị Phật độc giác không không dạy được. Đấy là các vị thanh văn giác sở dĩ dạy được cho người khác tu chứng Niết Bàn là nhờ học pháp của Đức Phật. Vậy mặc dù như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên có tu tập, có giác ngộ, nhưng các ngài vẫn thân cận nơi Đức Phật, vẫn nghe Đức Phật giảng pháp, vẫn học những cái cách giảng dạy của Đức Phật để giảng dạy lại cho đệ tử. Chứ nếu như mà các vị ấy chỉ giác ngộ một cách rất là nhanh chóng, nghe xong bài pháp giác ngộ chân lý mà cho các vị đi dạy pháp ngay, các vị cũng không biết cách dạy, mà vẫn phải học cái cách dạy của Đức Phật rồi mới dạy được cho đệ tử. Đấy là cái bậc khác, bậc thanh văn, các bậc A-la-hán sau này dạy được cho người khác giác ngộ là nhờ có thế. Cho nên không phải là một bậc A-la-hán rồi mà là không không học nữa, các bạn vẫn học
mặc dù gọi là một bậc vô học, vô học giới, vô học định, vô học tuệ, tức là các vị ấy hoàn hảo về giới, về định và về tuệ rồi, nhưng mà các vị ấy muốn dạy pháp cho người khác thì vẫn phải học pháp. Còn Phật Chánh Đẳng Giác thì có cái thù thắng nhất, đó là tự mình tu chứng Niết Bàn, và sau đó có thể dùng được minh ngôn ngữ chế định để thuyết giảng được những cái pháp chân đế, nên có thể dẫn dắt cho người khác đi đến Niết Bàn như mình được. Đến cái sự thù thắng nhất mà chỉ có Phật Chánh Đẳng Giác mới có. Phật Độc Giác thì cũng không dạy được người khác vào Niết Bàn. Còn Thanh Văn Giác muốn dạy người khác vào Niết Bàn thì phải học pháp từ Phật Chánh Đẳng Giác. Còn khi mà đã tu chứng các cái đạo quả đấy rồi thì các vị ấy đều vào, khi chấm dứt họ mạng thì đều vào Niết Bàn là như nhau. Các vị đấy đều nhập vô dư Niết Bàn, không còn tái sinh nơi nào trong tam giới nữa. Các vị ấy có một điểm chung giống nhau là đoạn trừ hết phiền não và chấm dứt luân hồi sinh tử. Đấy là cái điểm chung. Còn cái trí tuệ, cái sự hiểu biết, cái trí giác thì có cao, có thấp, có khác nhau, không có đồng đều với nhau. Thôi, còn để phần sau sẽ trả lời tiếp nhé. Dạ, vâng ạ. Sa thu, sa thu, sa thu. Mọi người hồi hướng. Idamme bunyam, idamme bunyam, asavakajam, asavakajam, vaham hotu, vaham hotu, idamme bunyam, idamme bunyam, nibbanasa, nibbanasa, pacchayo, pacchayo, hotu, hotu, mama punyabhagam, mama punyabhagam, sabbasabdhanam, sabbasabdhanam, pacchemi, pacchemi, te sabbe, te sabbe, medamam, medamam, punyabhagam. Nabandu, phương lành này của con, phước lành này của con, nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luân, nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luân, phước lành tu tập của con, phước lành tu tập của con, nguyện làm duyên thành tựu được Niết Bàn, nguyện làm duyên thành tựu được Niết Bàn, phước lành này của con, phước lành này của con, xin chia đều đến tất cả chúng sinh, xin chia đều đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả hãy thọ nhận, mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau, phần phước ấy được đều nhau. Sa du, sa du, sa du.